Chào quý vị và các bạn. Chào cả nhà nhé. Hiện tại thì Lâm cũng như là giám đốc Hoan đang có mặt tại trung tâm triển lãm quốc tế IC tại Hà Nội. Và ngành công nghiệp nhựa của chúng ta đang rất là phát triển và là một trong những đơn vị mà chuyên cung cấp các hệ thống máy thổi vỏ chai nhựa, vỏ chai bình. Thì ngày hôm nay Lâm và anh Hoan cũng sẽ chia sẻ cho mọi người biết cách thế nào để chúng ta có thể phân biệt được các loại vỏ nhựa, các loại hạt nhựa với nhau. Đúng rồi. Để chúng ta ví dụ chẳng hạn như ngành sản xuất thực phẩm đồ uống ấy thì họ nên sử dụng các loại hạt nhựa nào để mà sản xuất ra những cái vỏ chai, vỏ bình cho nó an toàn. Đúng. Thì về vấn đề đồ uống chắc các bạn nghe qua về nhựa PET rồi. Nhựa PET là nhựa phổ thông cho đồ uống thông thường như là nước giải khát hay là nước tinh khiết đóng bình đóng chai. Nhưng mà hôm nay các bạn đến thăm trung tâm triển lãm IC này ở rất gần Hà Nội, nó sẽ giới thiệu từ nhựa PET, nhựa PP, nhựa PPR, nhựa HDPE hoặc các dòng nhựa khác như là TP chẳng hạn, hoặc dòng sản phẩm nhựa làm kem đánh răng thì họ làm sao, thì chúng tôi xin phép là tôi giới thiệu các bạn ở trong này. Chúng ta cùng vào để xem triển lãm nó có những gì nhá. Đi theo các bạn. Đi theo các bạn ơi. Mình cũng như là giám đốc Hoan đang có mặt tại trung tâm triển lãm và anh Hoan sẽ đưa chúng ta đi xem vị trí nào các bạn nhé. Để cùng đón xem là chúng ta sẽ được đi tới khu triển lãm hàng trưng bày nào ạ. Ok, mình qua bên này đi, bên Piovan Group. Đây là cái máy. Đây phải là máy trộn nhựa không anh? Đây nó gọi là máy trộn nhựa theo khối lượng, mấy độ chính xác tương đối cao. Anh có thể giới thiệu qua về dòng máy này được không? Đây là máy trộn nhựa, trước khi vào máy ép. Nó trộn tự động, tối đa bên em là 6 thành phần luôn. Bên đây mình có thể tùy chỉnh tỷ lệ phần trăm của từng thành phần, rồi nó sẽ xả vào buồng trộn đây. Sau đó là chứa bên đây là chờ, rồi máy ép của mình hút lên để mình chạy ra sản phẩm. Anh hiểu. Cái này là nó trộn cái dòng nhựa gì đấy? Tùy loại, có nhựa đầu tiên là nhựa zin, nhựa chưa pha màu á. Anh biết. Có làm hai là có thể là nhựa băm, tái chế nè, nhựa phế nè, phế. Sản phẩm phế mình băm ra rồi cái còn lại là thêm phụ da, màu phụ da và thêm chất tăng cứng hoặc là thêm thì như bên này là có đánh số 1-6. Ok. Có cân. Cân rộn tỷ lệ từng thành phần ở trong đây. Cân ở đây nó sẽ xả vào nguồn mình cân trong cái bếp này. Xuống đây là sẽ trộn. Trộn đều các thành phần xong rồi mình sẽ ở đây chờ. Còn lắp nguyên cái này luôn. Bắt đầu từ đây lắp nguyên cái lên trên mép. Mép mình sẽ đục. Nhưng mà cái này nó có vẻ là công suất nó hơi nhỏ ấy anh nhỉ? Tùy theo yêu cầu của khách hàng. Nó có từ 70kg cho tới 600kg. Còn có một dòng khác nó lên được khoảng 3 tấn một giờ. Thì đây là đang chạy lên khoảng 106kg một giờ. Cái dòng nhỏ thôi. Vâng, cái này là dòng cho dành cho bán dân thật. Hiện tại những dòng máy trộn như thế này nó đã cải tiến rất nhiều rồi. Mình thấy hiện tại là chúng ta có thể thấy ngay cái màn hiển thị, màn hình nét này là mình có thể cân được khối lượng và hiển thị được ra luôn thế này. Chứ nó không như những dòng máy trộn thời điểm cổ điển ngày xưa nữa. Mình có thể tính toán về cái bảng màu, về cái khối lượng của từng loại nhựa và mình phối trộn lại. Khi phối trộn xong thì nhựa sẽ được đưa trên phía trên này. Và nó sẽ có 6 cái cửa ra để mình có thể trộn được. Còn cuối cùng là cái hỗn hợp nhựa trộn sẽ đi xuống dưới này và dẫn xuống dưới này và ra một cái bảng màu mình mong muốn đấy ạ. Máy sấy trung tâm. Xong rồi là nó sẽ trộn như bên đây nó đẩy ra mới trộn. Vâng ạ. Đây là hệ thống chúng tôi chuẩn bị. Bây giờ là đã có máy trộn rồi thì anh có thể đưa cái này chất nhiều nêu nhựa là gì nhỉ anh nhỉ? Nhựa bên đem là tất cả các loại nhựa luôn. Hạt nhựa là bên em xử lý được hết. Từ cung cấp từ ban đầu luôn là từ xe lô lưu trữ cho tới đi hết một vòng nhà máy rồi tới máy toàn luôn. Về máy này thì nó có sử dụng được cho nhiều hạt nhựa không hay là chỉ mỗi
mỗi hệ thống là một hạt riêng, một kiểu nhựa riêng, như nhựa PET hay PVC hay là HDPE gì đó. Nó phải mỗi thằng có một cái silo riêng. Ví dụ như như cái này, cái máy này anh để dành sử dụng cho PET, hoặc là có cái một máy khác thì lại sử dụng cho PVC hoặc HDPE. Nó phải tách tại vì hai thằng có sử dụng chung có được. Như silo thì thường bên này sẽ là để dùng như nhà máy PET thì nó đánh lên đây là PET, PVC hoặc là HDPE. Nguyên nhân của nó là do đâu mà lại chia tách như thế? Mỗi loại nó có một cái đặc điểm khác nhau. Mỗi loại nhựa, thì như nhựa anh làm chai nước, chai nước này thì đúng không? Đây cái này là nhựa PET, đây là HDPE hoặc là PP. Anh nói mình không thể là chứa chung hai loại nhựa chung một cái silo hết. Như vậy toàn bộ chai này bạn đang nói là toàn bộ là nhựa PET hết đúng không? Đúng rồi, PET. Cái này là HDPE hoặc là PP. Cái nắp của nó sẽ phải là cái nắp khác. Cho nên là sản xuất ở hai máy khác nhau. Ồ. Như vậy là lắp chai này là nhựa PP à? PP hoặc là HDPE. Nó tùy vô cái yêu cầu của nhà sản xuất. Ok. PET anh thấy là số 1. Ok. Cảm ơn bạn nhé. Rồi, cảm ơn anh nhé. Chúng ta đã xem xong máy trộn, bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm cái loại hạt để chúng ta có thể dễ dàng là phân biệt. Bởi vì sao mà trong cái hạt nhựa của chai nước mà chúng ta đang uống ấy, nó là cái phải là một loại nhựa riêng và cái nắp là một loại nhựa riêng. Bây giờ anh Hoan sẽ được mọi người đi tham quan nhé. Như vậy là chúng ta vừa xem xong máy trộn rồi đấy. Máy trộn hạt nhựa thì nó ở thị trường nó chia thành loại nhựa PET, PVC, PPR, nhựa PP hoặc là các dòng nhựa khác, thì mỗi máy là một kiểu nhựa khác nhau. Và rõ ràng là nếu mà để đầu tư về ngành công nghiệp nhựa thì nó rất là nhiều, rất là đa dạng. Các bạn cần phải chọn cái sản phẩm cho nó phù hợp thôi. Phù hợp với cả cái nhu cầu sử dụng của mình là chính các bạn ạ. Mình đi qua thăm một số sản phẩm khác nhé. Đi thăm các bạn. Ủa, đây cũng là dòng máy trộn này. Đây cũng là máy trộn. Đây máy sấy. Máy sấy. Máy sấy hạt nhựa. Anh đây là máy sấy à? Đúng rồi, máy sấy. Thì nó thì có thêm một cái đầu hút ở trên này nữa. Nó hút vào trên này xong rồi sấy. Cái này rất là mới nha. Bình thường mình thấy máy trộn kia nó chỉ việc trộn thôi mà. Nó đâu còn phải nhựa, có cần phải sấy nha. Nhất là nhựa PET. Như phải lập PC là anh chỉ cần sấy khoảng 2 tiếng là đủ. Còn PET thì 6 tiếng. Nó mới đủ cái độ khô của cái nhựa đó. Còn như PET đó là nhựa hút ẩm. Còn nhựa thì nó chỉ là bám hơi ẩm xung quanh, sấy để mình thổi hơi ẩm ra ngoài. Còn nhựa PET thì anh phải trong 6 tiếng thì nó mới đủ để sấy bên trong hạt nhựa. Mình thấy cái nhựa PET người ta hay đóng thành từng bao một đó. Thì cái bao đó thì nó chỉ việc đưa một cái vòi xuống nó hút xong rồi hút lên máy sấy. Cứ thế là ra. Hút lên máy sấy ở tầm 160 tới 180 độ trong vòng 6 tiếng. Trong đó mới ép ra reform. Từ reform thì thổi lên chai. Nhiều công bài. Nhiều PET là sấy khó nhất. Đây là công ty Polyvan hả bạn? Dạ. Ok. Cảm ơn bạn nhé. Dạ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm xem là khu vực nào nó đang chứa hạt nhựa nhá. Hình như là ở đây. Đây okay. có hạt nhựa thì phải anh ơi, đây có phải là túi hạt nhựa không anh? Phải. Đây là phôi thì phải này. À phôi ạ. À. Đây là hạt nhựa đúng đây không? Đây là hạt nhựa không anh? Are you speaking English? No. ETPO, TPO. Các bạn có phiên dịch không? Phiên dịch tiếng Việt không? Không có phiên dịch đâu. This is our potato. Đây là hạt nhựa. TPO. Oh, this. Đây là nhựa cho Z. Application. Đây cũng là một loại hạt nhựa nhưng mà hạt nhựa để sản xuất giày dép các bạn ạ, không phải là thứ chúng ta cần tìm đâu. Đây các bạn này, như hạt nhựa này nó sản xuất ra những cái dép như thế này đúng không? Những cái đế dép như này này. Đây là đế giày này. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm. Hạt nhựa nó nhỏ như hạt gạo này thôi. À, phía bên ngoài gọi là phôi. Ok. Thế này là phôi, còn trong này là hạt nhựa. Ồ, đẹp quá, đẹp.
hạt nhựa này trắng như hạt thủy tinh ấy. Quá đẹp, quá đẹp các bạn ạ. Nhỏ như hạt hạt đậu tương thôi. Được rồi, cầm. Rất là đẹp các bạn ạ. Đẹp. Đây là nguyên. À đây là xốp, xốp. Phần này là xốp, xốp liệu bạn ạ, để xốp làm đẹp, để làm dép. Đấy, okay. Đấy, đấy, đấy. Xốp làm cái này. Đấy. Rất là hay. Đây này, đế giày bạn trông thế này thôi rất là chắc chắn nha. Đó, giờ chúng ta sẽ phải đi tìm tiếp tục cái hạt nhựa để sản xuất vỏ chai như thế nào các bạn nhá. Em ơi, cho anh hỏi là mình đang bán sản phẩm gì đấy? Anh đang nhìn cái máy kia mà chưa hiểu. Ở đây bọn em đang chuyên về hạt nhựa kỹ thuật. Hạt nhựa kỹ thuật. Cái hãng là hạt nhựa kỹ thuật. Ngoài ra thì bên em cũng cung cấp luôn cái thống máy móc để tạo hạt nhựa. Cho chị xem hạt nhựa không? À, vô trong này đi. Và đây đây cũng là hạt nhựa bạn ạ. Nhưng cái máy kia thì chắc là phải hỏi bạn tư vấn thêm. Oh. Đây có thể bảo bạn ấy cho dịch ra ngoài này cho mình xem được không? Có thể cho tới một số mẫu ra được không? Đây là những cái hạt nhựa tạo từ máy. Hạt nhựa để tạo từ cái máy đấy, tức là máy đấy là máy nghiền hạt nhựa. Có phải là máy nghiền để máy cắt hạt nhựa? Máy cắt hạt nhựa. Thì cái máy đấy tạo ra cái hạt này. Cái hạt nhựa này để dùng để sản xuất hay cái gì ạ? Dạ, cái này là hạt TBE, thường thì dùng làm cái sản phẩm thế này. Để coi con một số cái màu sắc khác. Đây này, ba cái này này rất đẹp này. Mình thích ba cái này. Thế là nó cũng là để sản xuất ra đường ống thôi anh ạ, chứ là không phải là sản xuất ra ra kiểu vỏ chai đây. Wow. Đây là hạt nhựa các bạn ạ. Hạt nhựa này hạt nhựa màu trắng đục. Cái này thì sắc màu khác rồi. Đây ạ, cái hạt nhựa để sản xuất ra cái này anh ạ. Nó có thể sản xuất ra cái dụng cụ này. Và những cái đồ chơi cho trẻ con, đồ chơi cho trẻ em. Đây là dòng nhựa để sản xuất ra đồ chơi cho trẻ em, dòng em bé các bạn nhá. Em ơi, cái chất liệu nhựa này là nhựa gì nhỉ? Dạ, nhựa TPE ạ. TPE ạ? Dạ vâng, ở đây thì cái loại nhựa TPE này nó có cái độ cứng cao so với cái TPE. Cái nhựa này mình cảm giác như nó hơi không dùng trên thị trường. Ok. Còn đây là những cái ứng dụng của cái nhựa TPE. Nó có thể dùng để làm cái bộ phận mềm của cái đánh răng đúng không? Bàn chải kem đánh răng đây này. Bàn chải đánh răng đây này. Bộ phận ngoài này. Cầm mình cảm thấy mềm mại hơn và nó tăng cái độ đàn hồi. Okay. Rất là nhiều các cái mẫu hạt nhựa với đủ các màu sắc khác nhau. Bạn ơi, bạn có thể cho mình xin một số mẫu được không? Có thể cho mình xin một số cái mẫu của khách hạt này được không? Cái hạt mẫu. Có cái túi nào cho mình xin? Cái này cho vào cái túi zip. Được. Cũng là một dòng nhựa tương đối mới. Mới đối với ngành cấp nước hay là ngành ống nước của mình. Đây là một cái món gọi là sản xuất nó hơi khác. Nên đôi khi anh em có đi thì biết thêm thôi, chứ còn bản thân tôi trước giờ tôi không để ý cái dòng này mấy. Đây là một số dòng nhựa này bạn này. Đây là cái túi là. À dạ vâng ạ. Thấy nó mẫu hơi mới. Mình qua khám phá cái máy nhá. Có thể cho mình xin cái cốc để mình đựng cái hạt này được không? Cho mình xin một cái cốc không? Đấy, okay. Tiện không? Con này xem máy. Thì cái mẫu này là anh cũng xem một số cái máy chặt mấy cả nghiền hạt nhựa rồi, nhưng thấy cái máy này nó rất là lạ. Dạ vâng, cái máy này là cái máy sau cái công đoạn chặt với nghiền. Nếu như mà mình làm hàng tái chế thì sau công đoạn chặt với nghiền thì nguyên vật liệu nó sẽ đi vào cái thẻo này. Thì từ cái thẻo này thì nó mới bắt đầu cái quá trình nóng chảy nhựa. Đây gọi là máy máy đùn. Nhựa nó sẽ đi vào đây và được nóng chảy vào máy đùn. Cái máy đùn nó sẽ đi qua cái ống dẫn bên này và đến đây là cái máy cắt, cái là cái hệ thống máy cắt của anh em. Ok. Dạ, đây là công nghệ tiên tiến đến từ Áo. Cái hệ thống máy cắt này là nó sẽ cắt ngay tại đầu khuôn thép, với là cái hệ thống đang thường có ở Việt Nam mình. Đó là sau khi
làm nguội rồi, cái sản phẩm cứng rồi thì mới bắt đầu cắt. Đó là cái sản phẩm mà ở Việt Nam mình hiện đang sử dụng. Còn ở đây công nghệ của áo đó là khi mà cái dòng nhựa nó đi vào đây, khi mà dòng nhựa đang còn nóng mà nó đang còn dẻo thì là sẽ được cắt tại đây. Và sau đó là sẽ đưa vào cái hệ thống sấy vào bên kia, sấy và lọc và phân loại ở bên kia. Và cuối cùng là cái sản phẩm cuối cùng nó sẽ đi ra đây. Thì cái lợi ích của cái sử dụng cái máy này, nó sẽ cho ra cái hạt nhựa nó rất là tròn đẹp và rất là đồng đều. Thì như chị thấy là vừa rồi em có đưa cho mình một số mẫu. Đây đây, cái mẫu này. Đây, đúng không? Cái hộp mẫu của cái nhựa này khi mà được cắt ra, cái kích thước và cái hình ảnh của nó rất là tròn đều và đẹp. Và cái thứ hai nữa là nó hạn chế cái việc tạo bụi đối với những cái nguyên vật liệu cứng. Thì tất cả cái bụi đều được gom vào trong cái môi trường nước và được lọc tại đây. Nó sẽ không bị bay trong cái môi trường không khí. Cũng là một cái giải pháp mà an toàn và thân thiện với lại môi trường. Như vậy là thành phẩm khi ra ngoài này là hạt này là những cái hạt như thế này. Vậy là thưa các bạn, là máy này sẽ tạo ra thành phẩm là hạt nhựa như thế này. Hạt nhựa này sẽ là nguyên liệu để mình tạo ra những sản phẩm về silicon nhỉ? Dạ vâng. Những loại nhựa, đồ nhựa. Nhựa dẻo để sản xuất các đồ chơi cho trẻ em. Dạ vâng. Silicon thì sẽ không dùng máy này. Silicon họ có hai dòng máy. Đây là thứ nhất là dòng silicon dạng lỏng đổ khuôn. Và thứ hai là dòng silicon dạng khối sẽ đi qua một cái dòng máy đùng và ép tạo hình. Sẽ không dùng cái phương pháp tạo hình. Máy này rất là hay đúng không anh? Ok. Nên là chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm kiếm cái dòng hạt nhựa để có thể sản xuất ra sản phẩm chúng ta cần. Các bạn có nhu cầu mà liên hệ mua sản phẩm này thì xin thông tin của anh ấy. Đây là công ty gì anh nhỉ? Dạ, công ty Brand Asia của Singapore. Ok. Công ty Singapore. Em là nhà phân phối của hãng sản xuất máy móc đến từ Áo, đến từ Đức và những cái nguyên vật liệu của những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều khi mà đã tặng mình một mẫu hạt nhựa như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp theo ạ. Đi. Mình đi tiếp nha. Cái này là của mình là các cái hạt nhựa để làm gì bạn nhỉ? Máy đo màu của bạn đo màu sắc. Anh chị làm bên mảng gì anh chị? Bên mình thì chuyên nhà phân phối các loại máy thổi các hạt nhựa, cho nên mình phải có thể là cung cấp cho khách hàng mình những cái các hạt nhựa khác nhau để họ có thể sản xuất ra các cái loại bột chai. Bên mình ở bên nào? Bên mình bên sản xuất phân phối máy thổi. Máy thổi cái hạt nhựa này. Mình có quan tâm về cái đo màu cho hạt nhựa. Mình cũng đang quan tâm đây. Là mình sản xuất cả hạt nhựa luôn đúng không ạ? Tại ở đây, tại trước đây mình chưa đo hay là cho anh? Mình đã đo mà chưa anh? Mình chưa đo. Chưa đo. Làm thông thường. Mới nhìn bằng mắt rồi đúng không ạ? Mình có sản xuất giới thiệu qua cái máy được không? Thế nó đang mới. Đang muốn hỏi nhu cầu của anh là ngoài hạt thì anh có đo những cái gì khác không? Ngoài hạt. Ví dụ dạng tấm, dạng thành phẩm trong như này hay là dạng... Có. Mình có... Ví dụ cho em hỏi một chút ạ. Với những cái chai mà có nhiều màu sắc như thế này. Đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ phải sử dụng cái máy này để mình đo cái màu, để sơ ra cái màu ưng ý của mình như thế nào ạ? Chị đã nghe về cái thông số đo màu là AB vào ở trường ạ? Em chưa. Bây giờ em về giải thích cho chị một vài cái... Ví dụ cái này nhá, là một cái mẫu là phản xạ này. Nên em đặt ngón tay đằng sau chị không nhìn thấy này. Mẫu này em đặt ngón tay đằng sau chị nhìn thấy. Vậy là hai cái mẫu này là về bản chất là ánh sáng nó sẽ khác nhau, nó sẽ đo theo nguyên lý khác nhau. Mấy cái mẫu mà không chuyển qua như hạt nhựa hoặc những cái này, mình sẽ đo bằng nguyên lý là phản xạ ánh sáng, như là ánh sáng đến xong nó phản xạ lại, nó vào detector. Mẫu này ánh sáng nó chuyển qua thì detector nó ở phía đối diện của cái đường ánh sáng. Vậy thì cái máy này nó đo được cả hai cái công nghệ đó. Nhưng có những máy chỉ đo được một công nghệ là ánh sáng đến rồi phản xạ lại đó. Nên là em hỏi là mình có những thành phẩm nào là như vậy. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, về bình thường nếu mà mình chưa đo màu ấy thì mình phải hiểu về cái thông số đo màu của quốc tế. Cái này là không phải là cùng cái hãng nào quy định cả. Ngành dệt nhuộm, ngành plastic
thì đa số đều dùng cái hệ màu này gọi là LAB. Em sẽ giải thích cho anh chị qua một chút để anh chị hiểu, sau này mình đọc con số mình sẽ biết. Có 30 L này, A này và B này, 30 không gian. L từ 0 đến 100, L càng bằng 0 thì là tối, 100 là sáng, ở giữa là 50. A càng dương là đỏ, A càng âm thì là màu xanh lục. Nguyên lý khoa học nhá, mình nhìn thấy màu đỏ mình không nhìn thấy xanh lục. Đó. Tương tự B càng dương càng vàng, B càng âm càng xanh lam. Bây giờ em ví dụ em có một cái giá trị em đo bằng máy, đo màu ra giá trị cho anh chị là A bằng dương 20 và B bằng âm 20 và L bằng 70 thì chị đoán đó là màu gì nếu mà theo cái biểu đồ này. A dương 20, B bằng âm 20, L bằng 70. Chứ chắc là phải là màu đỏ. A bằng dương 20 đúng không? À. B bằng âm 20 thì nó phải là góc phần tư chỗ này, à, nó phải là màu tím. Nó trộn vào. L bằng 70 thì nó phải là tím sáng đó. Vậy đấy là cách đọc màu như vậy thì cái máy này nó sẽ cho chị ra giá trị này là AB như này đó. Và như đấy là sau này chị vận dụng cái này chị sẽ hiểu hoàn toàn. Vì nhiều khách hàng ngay cả ngành dệt may là cái ngành mà đi đầu hoặc ngành giấy. Đúng rồi. Họ chỉ biết là AB bằng này, họ cần phương với khách hàng, sau đó họ không biết là cái đấy là ý nghĩa như nào. Ví dụ bây giờ A mà nhỏ thì chứng tỏ là màu đỏ này nó ít đúng không? Đúng. Hoặc B, em ví dụ nhá, cái hạt nhựa của anh chị này màu trắng này, thì anh chị đoán nó dự đoán nó phải như nào? Là cái L nó phải rất là lớn đúng không? Đúng, L bây giờ mà nó thấp là vô lý. Đó. Và cái màu A nó phải là gần số 0. Còn màu B thì nó sẽ hơi về dương một chút vì nó hay bị xỉn vàng. Đó. Đó. Đấy là cái cách hiểu về cái đo màu của mình. Đó. Thì em thường phải giải thích như vậy để các anh chị hiểu. Không, các anh chị chỉ chọn máy và cái gì đấy thì... Đúng rồi, anh cũng chưa hiểu cái này lắm. Không thể đo được màu. Mà đo xong thì mình cũng không thể dùng cái đấy làm cái gì cả. Còn cái này lợi ích của máy đo màu là gì? Mình sẽ khác với cái việc là mình dùng mắt thường. Mình xác nhận với mẫu của sản phẩm với khách hàng hoặc là nhà cung cấp là tôi cung cấp cái này là sao tôi cung cấp y vậy. Ông bảo là tôi cung cấp vẫn như vậy, ông thì bảo là khác rồi. Nhưng mà bây giờ có con số ở đây là AB thì không cãi nhau được nữa. Đúng rồi. Thì nếu mà được ấy, thì anh chị cho em xin contact thì tại vì ở đây thời gian nó không nhiều. Còn em sẽ đến nhà máy và em tư vấn làm một cái seminar giải thích về công nghệ đo màu luôn. Dạ. Ok, em gửi cho anh xin cặp visit. Anh chị có cặp visit không ạ? Em xin tiếp cặp visit của mình được không? Anh không mang. Em lưu số của anh được. Ok. Vậy là bây giờ chúng ta cũng có thể hình dung ra được một phần nào đó những cái chai mà nó có những cái màu sắc khác nhau, và để làm ra được những cái chai mà có màu sắc chính xác như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có những cái thiết bị máy móc để đo màu. Đấy. Máy thổi là ra. Và các bạn có thể hình dung ra một phần nào đó những cái chai mà chúng ta có đa dạng về màu sắc khác nhau đúng không nào? Và trong ngành sản xuất thực phẩm đồ uống cũng vậy. Nếu như các bạn muốn sự đa dạng về màu sắc của chai thì chúng ta cũng nên có những cái máy kiểm định các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ như vậy đã xong một cái gian hàng rồi và chúng ta sẽ đi tiếp tục vào các gian hàng tiếp theo. Các bạn. Nhất là không phải là đầu tư cho mình mà đầu tư cho nhà máy khách hàng. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đi tiếp thôi. Đi thôi. Mở rộng đây là các cái khu Bình Đức Mini ạ. Đây là khu Bình Hưng nhỏ các bạn nhé. Thế này mình đang đứng trước gian hàng là họ chuyên bán về Bình Hưng. Đây là những mẫu Bình Hưng mà tiêu bản người ta làm để mang đi triển lãm. Bình Hưng này bình thường là vỏ ngoài của nó làm bằng thép và gang, còn trong này của nó làm bằng ống đồng. Nhưng đây tiêu bản này là tiêu bản đang làm bằng nhựa. Ni hao. Ni hao. Đây này có bình hương để có thể nhìn thấy ở bên trong. Đúng rồi, những bình hương mẫu. Bình hương này họ. Bình hương này là bình hương người ta làm, người ta cắt phần trong này. Ở đây nó mình thấy nó hơi khác một chút. Bình thường bình hương ở bên công nghiệp của mình ấy là hai phía này mình sẽ làm ống đồng và mình nguồn trên mặt sàn. Còn đây họ làm theo cái tiêu bản xoắn thế này và ống nó sẽ liền luồn qua các khe rãnh tạo xoắn thế này thì nó sẽ đẹp hơn, chính xác đẹp hơn và nó bền hơn. nhìn nó rất là chắc chắn. Cái này có thể chụp kỹ lại.
cái này cũng là một cái để mình có thể mình tham khảo để sau này mình làm một số cái tiêu bản hàng mẫu để khách hàng tham quan các đơn vị mình nhé. Vỏ bằng nhựa. Nhìn rất là giống đồ chơi. Nhìn rất giống đồ chơi các bạn ạ. Đây, đây các thế này các bạn này. Các bạn nhé, các mô hình. Đây cũng là mô hình bình ngưng này, bình ngưng dạng kép này. Bộ phần này, bộ phần thường dành cho hệ thống điều hòa trung tâm. Nó sẽ làm thế này. Chứ nếu bình ngưng dạng công nghiệp của mình thì là bình to, to hẳn, và đôi khi cái ống đồng của nó sẽ không dùng ống đồng thông thường như thế này đâu, mà nó dùng ống đồng mà nó phải tạo gen ở trong. Tạo gen để tăng cái tiết diện bề mặt. Khi đấy thì cái việc trao đổi nhiệt giữa ga và nước lạnh nó sẽ hiệu quả cao hơn. Dẫn đến chuyện là cái hiệu suất nó tốt hơn. Hàng này hàng dân dụng, người ta làm nó mang tính chất mỹ thuật nhiều. Đây là một dạng bình ngưng của Trung Quốc sản xuất. Hàng này là của hãng hàng này là của Lam Linh. Ở giáp biên giới Lạng Sơn thôi. Nói chung là đây là hàng phổ thông nhất. Thường là chất lượng của nó thì tạm được và giá cả rất là rẻ nhé. Giá cả của nó có thể rẻ bằng một nửa hàng của bên phía Thượng Hải thôi. Nó phù hợp cho anh em làm bên dạng ga lạnh điều hòa gia đình. Hoặc những dòng... đây mình sang đây. Dòng này ở Chiết Giang, công ty Jurin. Đấy, những dòng như sản phẩm như này là ga lạnh RE2 là của Trung Quốc sản xuất mà chuyên làm cho điều hòa gia đình như này. Nhưng nhà tôi hôm trước mới thay một bình như thế này. Ý hảo. Ở đây có ga RE2 này, ga 404, 134, 507, 410, 227, EA. Các loại này thì nó ở Việt Nam mình nó khá thịnh hành. Và thường thường là mình chia ra thành hai dạng ga. Một dạng ga mà để chuyên cho dân dụng thì mình thường dùng ga của Trung Quốc này. Còn nếu mà ga cho hàng công nghiệp thì thường là mình dùng ga của Ấn Độ. Giá thành của nó thì có thể chênh nhau khoảng độ 50-100% trên một đơn vị khối lượng như nhau. Ở đây mình đang thấy dòng ga này nó sản xuất là công ty này mình chưa đi qua. Không thấy mát đâu. Ở bên Trung Quốc tôi cũng đã qua khá nhiều đơn vị sản xuất ga rồi. Nó có một cái đơn vị sản xuất nổi tiếng nhất ở Trung Quốc mà là thuộc Trung ương Trung Quốc, tức là thuộc nhà nước Trung Quốc họ quản lý, là ở tại bên Thượng Hải. Cái dòng ga HG là ga cực kỳ tốt. Thế nên mình đi thử xem một vòng ở đây xem có thấy họ không. Nhưng tôi nghĩ là nếu có lại cái này thì chắc chắn cái kia sẽ có đấy. Xem. Chúng ta đi tiếp đi. Thế này là liên quan đến vấn đề thi công. Thi công cái điều hòa trung tâm. Đúng nhỉ? Đây là các vật tư phụ liên quan đến ống đồng. Bên phía mình hay dùng ống của Malai nhiều. Đồng. Ừ, nó có một số đơn vị quen dùng. Mình dùng cũng lâu rồi, thành ra cũng ngại thay đổi. Ống này là sản xuất ở đâu hả bạn? Tay sen này bên em sản xuất ở Việt Nam hoặc là nhà máy ở Trung Quốc. Tay sen. Ok, tay sen đây rồi. Vâng. Anh có thể cho số anh không ạ? Anh là 0949 414141, anh Hoan. Tao trả. Anh công ty Việt An. Các bạn ơi, đây ống đồng này. Ống đồng này rất là tốt. Nhìn chất lượng đồng này nó ok rồi đấy. Nói chung là trong mắt dân kỹ thuật mình là nhìn thế này là được rồi. Bởi vì đi chọn hàng đôi khi mình không để ý thương hiệu mới đâu. Mình cảm thấy tự tin về nghề thì mình cứ việc mình kiểm tra bằng màu sắc này. Nếu mà cần thiết thì có một số cái thiết bị mình thử được. Mình kiểm tra được ngay chất lượng mà. Còn ống tay sen này vừa lấy mình mới để ý, ống này mình cũng biết lâu rồi. Nó cũng có được mười mấy 20 năm rồi đó. Còn phía này thì mình thường mình nguồn ống đồng vào để mình làm dạng như này này.
nó đồng vào để nó đảm bảo về vấn đề liên quan đến đến nhiệt lạnh. Hệ thống chiller nóng lạnh nữa, không thể dùng hệ thống ngành lạnh không. Đấy, ví dụ hệ thống chiller có tầng nhà nóng lạnh ấy, thì nó bảo ôn bên ngoài. Đúng rồi. Bảo ôn và cái yêu cầu tiêu chuẩn của cái hệ thống chiller rất là cao. Ví dụ như cái đường kính trong của cái thằng này nó phải bằng cái đường kính ngoài của cái hệ thống chiller đấy. Đấy, yêu cầu độ chính xác đến thì hầu như 100%. Cái này thường là nó áp cho nhiệt độ bao nhiêu nhỉ bạn? Cái này thứ nhất là nhiệt độ từ 120, 100 lên và nó có khả năng chống cháy. Nó chống cháy lan, tức là nếu mà có ngọn lửa nó chỉ cháy cái đúng khu vực mà có nhiệt độ cao ngọn lửa đấy. Tức là còn hiện tại nó không cháy. Nó chỉ cháy chỗ này thôi, và nó không cháy lan ra các khu vực khác. Bởi vì nguồn gốc của nó là cao su lưu hóa và nó có cái sản phẩm chống cháy trong đây. Và cái bọt xốp này. Cái không khí ở trong các cái hạt xốp này, hạt bong bóng này. Thế là khí litơ nhé. Trong quá trình sản xuất nó dùng máy lén khí, nó bơm khí litơ vào để thổi bọt xốp lên. Các đơn vị khác thì nó sẽ không dùng khí litơ nữa, thì nó khả năng chống cháy nó sẽ kém hơn thằng này. Thằng này có cấp độ chống cháy là cấp độ 7.1, tức là cấp độ chống cháy nó không phải là chống cháy hoàn toàn mà là chống cháy lan. Tức là nếu ví dụ như mình đưa cái sản phẩm này lên một ngọn lửa mình đốt ấy, thì nó vẫn cháy, nhưng nó chỉ cháy đúng chỗ đấy thôi mà không cháy lan đi chỗ khác. Như vậy hiện tại nếu mình dùng bật lửa mình đốt cái này sẽ không cháy được. Nó cháy. Nó vẫn cháy anh ạ. Nó cháy nhưng mà nó chỉ cháy một vùng thôi. Nó chỉ cháy trong chỗ con lửa đấy thôi. Nó không cháy cho chỗ khác. Ok ok. Gọi là chống cháy lan. Tức là giống như kiểu là đốt chỗ nào nó cháy chỗ đấy đúng không anh? Đúng rồi, đốt chỗ nào cháy chỗ đấy và không bị cháy lan nữa. Nhưng mà cho em hỏi nhá, nếu mà đốt như thế thì nó đang cháy thì nó có tiếp tục cháy hay không hay là nó dừng lại? Nếu mà còn con lửa thì nó cháy, còn nếu mà không thì nó tự tắt đi. À, tức là còn lửa thì vẫn còn cháy đúng không? Giống như là mình cố tình đốt thì nó cháy, còn không thì là sẽ không cháy. Tức là sản phẩm này nó khác sản phẩm hôm trước mình xem. Hôm trước mình xem có là sản phẩm rất là chắc mà khi đốt nó rất lì, không cháy được. Còn là nó là có những cái nhiệt độ chịu được tầm 150 độ trở lại, không sợ cháy. Nó có những cái sản phẩm ấy là cái tiêu chuẩn chống cháy nó khác nhau và cái tiêu chuẩn kỹ thuật nó khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi. Có những sản phẩm như là nó không cháy luôn hoặc là chống cháy thì cái giá thành nó rất là cao. Còn cái sản phẩm này bởi vì là nó dùng trong lĩnh vực nó phổ thông. Ngành lạnh và cái chiller nóng lạnh cho nên là yêu cầu chống cháy nó chỉ ở mức độ này thôi. Nếu mà yêu cầu cao hơn thì là sao, giá thành nó rất là cao. Đúng rồi. Ví dụ như cái sản phẩm của cái tân hàng bên này chống cháy này giá nó khá là cao, tiêu chuẩn chống cháy nó cao hơn. Nói chung tùy mục đích sử dụng nhỉ. Vâng. Mà người ta có hướng lựa chọn nó phù hợp. Đây là máy này rất là hay. Hút chân không. Thế này là những cái dòng sản phẩm liên quan đến máy hút chân không, máy đo nhiệt độ. Liên quan đến ngành lạnh của mình. Sản phẩm này của công ty Jinhua. Ở Chiết Giang. Nghĩ hảo. Đây là những dòng máy máy uốn. Đây là những máy uốn ống đồng này. Đây là tạo góc và uốn. Đây là sản phẩm mà ống đồng nó đang thẳng nhá. Chúng ta muốn uốn thì dùng qua cái máy này, không uốn góc như thế này được. Đây mọi người nhìn thấy anh làm. Ok. Đây là uốn tự động luôn này. Đẹp tiện. Đây là máy Noe. Phần này máy Noe ống đồng rất đều. Còn cái Noe này rất tiện anh ạ. Mình nhớ anh em hay dùng cái máy Noe tay. Cái này dùng tự động hoàn toàn. Ok. Máy này là máy để tạo
Đây là máy tạo tạo khớp, gọi thế cho dễ. Cái đầu này, mấy đồ này là người ta loe nó ra tận vào. Long. À, long nhỉ, long. Đó. Chứ bảo ông que thử cái đầu ngó cái máy que, que đẹp quá nhỉ. Cái này này. Đẹp anh nhỉ. Que thử qua xem sao. Đảm bảo. Vặn tay cũng kín đấy. Vặn tay. Ống đồng nó dày vậy. Cái này dày quá, ống đồng này nắp thì chết. Người ta mang triển lãm nó phải thế. Đúng như cho mỏng thôi. Ống này đi nắp thì lấy 200.000 mét ống thì vỡ mồm. Như là đây là máy này vừa loe vừa long ống các bạn ạ. Đây, đang uốn đấy, đang uốn đấy. Đây là máy uốn ống. Bảo ông nghe cho anh coi này. Bảo ông nghe cái đồng này. Thủ công. Mình nghe thử xem. Mình chưa biết cách thôi. Em ở trong bên kia nó thấy ông ấn, thấy ông ấn vào đây mà. Em phải giữ được đi. Ok. Ok ok. Thôi. Tức là ở đây là người ta sẽ phải có một quá trình người ta doa cái đầu ống cho nó mất cái cạnh sắc đi. Xong sau đó họ mới đo cái kích thước chính xác và họ mới đưa vào cái máy này. Cái này nó tự động nó loe. Nó hơn thủ công tí thêm cái này thôi. Ống đồng mỏng có làm được không? Được, cái này được thoải mái. Cái ống đồng này thường là ở nhà máy mình hay dùng này. Đôi khi nó dày hơn cơ. Dạng ống đồng này là ống chịu áp. Nó thường cho dùng cho những dòng nén trục vít. Ở dạng là hồi dầu tự động thì nếu mà dùng cho điều hòa trung tâm thì nó dày quá. Dày quá. Cái này là thường chúng ta dùng là dạng ống đồng công nghiệp thôi. Tắt nó. Đây là dạng máy hút chân không loại mini cầm tay. Ok. Đúng rồi, máy hút chân không này thì nó có một cái cục pin dự phòng. Mình cầm tay mình đi mình rất tiện, không cần phải dùng điện nhiều. Nhưng loại này thì dành cho các bạn sửa chữa điều hòa, gia đình nhỏ nhỏ thôi, chứ còn nếu mà chơi những cái dòng máy như của mình, cái này con này có phải 10 tiếng không xong. Những dạng máy của mình là máy hút dạng công nghiệp cơ. Đây cũng là một dạng cầm tay này các bạn này. Cái cầm điện, cái này là mini phòng. Cái này cầm điện, cái này là sạc dự phòng. Ok. Vâng. Ok. Cái này dùng điện 220 là được. Ok. Như vậy là vừa rồi là chúng ta xem hết về các hàng hóa của cái gian hàng này. Thì nó gồm có là những cái dạng máy long ống. Đây là dòng máy long ống này. Nó sẽ long ra được những cái đầu mẩu dạng như thế này. Long ống thế này xong thì chúng ta sẽ lối ra dạng lối thẳng. Còn loại máy thứ hai, loại máy mình vừa xem là dòng này. Đây là máy loe ống. Và đây là thành phẩm của nó. Trước khi loe thì mình sẽ phải xử lý về ma bia. Sau đó thì mình đo về cái đường kính cho nó chuẩn. Rồi mình đưa vào trong máy này thì nó tự động nó loe thôi. Cái góc loe rất là đẹp. Đều đẹp. Nó có vẻ hiệu quả hơn là mình làm bằng tay. Dành cho những bạn không cần phải tập gì cả, cứ việc sử dụng thôi. Còn sản phẩm thứ ba là sản phẩm máy uốn. Máy tạo góc. Có thể tạo góc 90 độ hoặc 180 độ. Về máy tạo góc này thì anh ấy đã làm ra sản phẩm như vậy. Từ cái sản phẩm ống thẳng như thế này. Còn cuối cùng thì chúng ta xem về những các dạng máy hút chân không cầm tay. Ở cái ngành lạnh mà dành cho dạng điều hòa gia đình hoặc là điều hòa trung tâm loại nhỏ thì chúng ta dùng cái này đi rất tiện, bởi chúng ta có hệ thống pin nó sẵn.
Pin này lạp lạp sẵn rồi, chúng ta chỉ việc dùng thôi, bấm nút và chạy thôi. Cái này và chạy thôi. Còn loại máy hút chân không cầm tay này nó còn có một dạng nhỏ nữa để cắm điện, 220V như thế này. Còn ở tại ngành ngạnh ngạnh của tại công ty chúng tôi thì lại không dùng máy nó nhỏ vậy, mà chúng ta dùng máy lớn vì máy đá nó rất là to và mất thời gian, cho nên dùng cái máy hút chân không lớn hơn một chút thì mình sẽ bớt một cái thời gian để mình hút hết chân không ở trong máy ra. Ngoài ra thì còn có một số hệ thống cái uốn góc như thế này nữa, vuông chéo như thế này. Phản qua lại rồi. Ờ. Reserve kia. Two ways. This is for gain here. And the goal. And this one is reserve. So here is different angle. Different angle. Like this one or this one. And we have also. Nói chung là đây là đều dạng máy tạo góc và nó tùy theo nhu cầu sử dụng, mình mua sao cho nó phù hợp thôi. Ở đây thì những dòng máy này nó cũng khá phổ biến rồi, nhưng mẫu này thì nó hơi khác ở ngoài, ở trong thị trường Việt Nam một chút xíu, thì các bạn có thể tham quan thêm. Xe. Đây là sản phẩm. Bên này là đồ ấy ạ. Đây là đồ lạnh mà. Đây toàn bộ là những cái đồ liên quan đến dụng cụ để loe ống thôi, để xử lý ống thôi, ống đồng, dụng cụ chống ảnh lạnh. Em vào đây em quay trong này nó nghe cho một tí nữa được. Đây em, trong này, cái này anh Hoạt đứng hay chuẩn. Ở đây thì là những linh kiện cho một người thợ đi sửa chữa, đi xử lý hay là đi lắp đặt về ngành lạnh. Thì những cái đồ đạc như thế này chúng ta rất tiện dụng trong việc cầm tay đi lại. Thường thường là nó sẽ đóng gói trong hộp như thế này này. Đây có những hộp to như thế này để mang đi này, tiện này. Ok. Đấy, dụng cụ loe rất nhiều. Dụng cụ để xử lý về để uốn ống nhiều, rất là nhiều cái. Đây là những máy hút chân không lại lớn hơn này. Máy hút chân không công suất lớn này. Cái này thường dành cho những máy đá khoảng dưới 10 tấn là được. Tầm này. Còn khi mà sang khoảng 30 tấn thì hút chân không nó phải to gấp 2 gấp 3 lần. Thường là thợ thuyền bên mình là chuẩn bị cũng rất chu đáo, có bộ đồ nghề riêng cho từng thợ. Thường là bộ đồ nghề anh em mà nó xách đi phải mất khoảng tầm 15 đến 20 cân. Thì toàn là một đống sắt mà. Khi mà đến tay các bạn thì nó đôi khi các bạn không làm ngành lạnh thì nó chả biết dùng cho việc gì cả, nó thừa, rất thừa thái. Nhưng mà nếu mà đi sửa chữa không có những đồ này thì không làm cả. Cái này nó căn góc này, cái này rất lạ này. Đúng rồi. Cái đầu nó rất là lạ nhá. Ở đây phần này nó chia ra thành 5 góc này. 5 miếng rời nó ghép lại. Cái này có vẻ tốt hơn hàng ở Việt Nam làm đấy. Cũng là một mẫu mới của hãng này họ giới thiệu vào ngày hôm nay đấy. Đây như vậy. Mẫu này khá lạ này. Anh Hoàng này, khá lạ. Cái này họ chia tách và trong này họ làm dùng vòng bi để họ xoay. Đây là 5 cái góc kim loại rời độc lập hoàn toàn đấy nhá. Chứ nó không phải là một khối liền đâu. Như của mình hiện tại đang là liền. Tức là năm nay là họ cũng có cải tiến rất nhiều về cái
cái linh kiện vật tư hay là dụng cụ sửa chữa điện lạnh. Có những cái mẫu mã rất lạ như mẫu này chẳng hạn. Nào. Đây đây cũng là một dạng mẫu mới này. Sang Châu. Ở đây có một gian hàng, tức là đây có những cái linh kiện. Ở đây mình có một gian hàng nữa này, nó đến từ Trang Châu này. Cái này là chuyên về linh kiện của ngành lạnh. Ví dụ như là đây là cái đồng hồ xoay ga này. Đồng hồ xoay ga này thì thường dùng nhiều ở những cái máy đá của mình. Máy đá dân dụng, công nghiệp đều có hết. Hoặc là những cái điện dạng điều hòa trung tâm nó đều có. Đồng hồ soi ga có nhiều dạng lắm, dạng nhỏ như thế này này, là những cái máy điều hòa nhỏ. Còn những cái đồng hồ to này thì ống lớn, tầm ống phi hay 25 thế này này thì thường nó dành cho máy đá của 1 tấn là được rồi. Có những dạng đồng hồ soi ga dạng này nữa. Ngoài ra thì nó có những cái kính. Đây những kính soi ga như này này. Kính soi ga có nhiều mẫu, nhiều kiểu. Kính soi ga này có thể nắp ở trong bình chứa hoặc là các sản phẩm liên quan đến việc theo dõi sử dụng ga, ga lạnh. Mình có thể xem được cái mức độ của ga như là kiểu về dạng ga lỏng hay là hơi, hay là có thể cái tình trạng ga nó tốt hay không tốt, nó có bọt hay không. Nhiều kiểu kính lắm bạn ạ. Này, kính to nữa này. Dạng này rất dày. Cái này phải kính nó phải dày đến hàng phân đấy. Loại này thì thường dùng cho bình chứa lớn. Những cái máy khoảng tầm độ 30 tấn là mình làm. Những dạng nhỏ nhỏ này cho máy khoảng 5 tấn, 4 tấn. Sản phẩm như thế này thì nó cho máy khoảng 1 tấn. Nhiều kiểu, nhiều loại. Còn có một dạng kính sơ ga rất lạ nữa. Cái kiểu này mình thấy lần đầu luôn này. Đây. Trông nó kỳ cục lắm. Xem sau nó là cái gì nào. À. Cái này dạng kính soi ga nó dành cho những cái dạng điều hòa khách sạn. Đây. Nó làm nhọn thế này để mình nhìn vào cho nó kiểu như nhìn cho nó dễ nhìn hơn á. Vì cái đường kính nó bé quá, nó chỉ tầm tiêu 10 thôi. Dạng con này thì nhìn phát thấy ngay, con này nhìn hơi khó, người ta phải làm thế. Ở đây cũng vậy thôi, đây có một số cái dòng mà cái dòng sản phẩm nó cũng là kính soi ga. Cái này nếu mà dành cho máy đá thì nó có thể vào được khoảng tầm 7 tấn, 8 tấn được. Vậy là anh em mình đã đi tham quan được hết cái khu hỗ trợ này rồi đấy. Về cái sản phẩm ngành lạnh thì nó chỉ có như vậy. Ở đây có ngành lạnh là chúng ta tập trung vào điều hòa không khí, điều hòa trung tâm hoặc là những sản phẩm linh kiện phụ trợ của ngành nước và đá. Còn thứ hai nữa là mình vừa tham quan là cái ngành liên quan đến phôi với nhựa, gồm có nhựa PVC, nhựa PET, nhựa HDPE, nhựa PP, nhựa TP hoặc các dòng nhựa khác. Thì chúng ta tổng hợp lại thì nó chỉ có đơn giản là từ một cái máy cắt, máy chặt, máy chém, máy sấy hạt nhựa, xong chúng ta tạo ra những cái hạt nhựa nhỏ nhỏ như hạt gạo đấy, nhỏ nhỏ như hạt gạo, xong sau từ đó thì từ hạt nhựa đấy chúng ta mới thổi những cái phôi, và từ cái phôi đó chúng ta mới bắt đầu đến cái máy của tôi là máy thổi từ phôi ra vỏ, máy từ phôi ra vỏ xong thì mới đến những cái sản phẩm khác như chai nước, bình nước. Và cái cung triển lãm ngành nhựa này đến đây là kết thúc nhé. Chúc các bạn có một cái buổi tham quan nó vui vẻ. Và các bạn có cảm thấy quý kênh của Việt An thì chúng ta like, đăng ký kênh hoặc là có thể là đến tham quan trực tiếp ở nhà máy chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn.